Bữa hôm trước thì rồi chúng ta đã qua một cái buổi tu toàn rồi rồi và đó là ngày 13 tháng 3. Bữa đó thầy cũng có quay video thầy đã gửi trong group solo ha, mấy em ai chưa coi thì coi khúc đó. Cái môn Sa Pari này là môn học có 8 lép 8 quỳ ba sa mân, là một cái môn không khó lắm nhưng nó quan trọng với mấy em ha. Quan trọng không? Tuy nhiên ví dụ về em học cảm có khó khăn do mình mới học cái môn HTML CSS, cái môn đó nó là cái nó là những kỹ năng mà mình cần phải có để học cái môn này. Trong một lần khảo sát trước thầy có hỏi một số câu hỏi, nhiều em trả lời câu này số lượng nhiều nhất là 25 bạn, chưa hình dung lắm về sao đấy. Câu này phản ánh rất là đúng, tại vì mình mới học cũng mấy buổi thôi, bắt đầu từ tuần này lửa nó sẽ xuất hiện ha. Lúc này từ ngày tới đi là lửa nó sẽ ra, cái một trước thì chưa hình dung lắm là đúng rồi đó. Nhiều em cũng học khá ổn với sao đấy, tại vì ok tốt thầy chúc mừng. Không nhớ cấu thắt tim em sẽ đó. Đó, thành phần này số này bộ hơi ít nữa đó. Còn có thể lên nữa đó, chính là cái rào cản CSS với HTML, và tại vì phải có HTML CSS rồi mình giữ chỗ đó mình mới lập trình Sybaris được nè. Khó là ở chỗ đó thôi. Giờ cái môn này kiến thức nó đòi hỏi rộng và nó đi nhanh, cho nên mình nghỉ một hai buổi là mình đuối đó, cố gắng để nghỉ, em để nghỉ ha, hoặc là nếu nghỉ thì coi lại bài, hỏi bạn hỏi thầy. Một số em trong lần trước có nói ghi lên một vài câu hỏi nhưng mà thầy chưa trả lời, chưa giúp được thì hôm nay thầy sẽ xử lý. Mà có em thì muốn thầy chỉ thêm về vòng lặp, hôm nay thầy sẽ chỉ ha. Giờ cách tạo sơ bốc, bỏ dữ liệu vô đó, cần lắm một bản kèm để học trở lên tốt hơn. Câu này rất là hay nè, rất là hay luôn đó. Các em nên làm việc nhóm, học nhóm nha, ít nhất là hai người, nhiều nhất những khoảng từ 2 tới 6 người là hay nhất. Mấy em bắt cặp nha, nói chuyện thấy hạt thì mình nên rủ nhau học ban đêm, mở Google Meet lên nói chuyện, cùng nhau làm bài tập cho nó có không khí để có hỏi nhau, nó hỏi nó dễ ha. Dùng Google Meet tối bật lên trong nhóm nói chuyện người làm, nhiều em cũng nghe lời thầy cái này, do đó cả nhóm học tốt lên rất là nhiều luôn. Cái môn cái ngành này của mình đó là ngành làm việc theo theo team, và học cũng nên học theo nhóm ha. Tuy nhiên này cái này mấy thầy không bắt được, cũng tùy sở thích, nói chuyện hợp không hợp này kia đâu nữa, cho nên mấy em chủ động kết bạn với nhau trong group, các lớp cũng được. Trong cái group tutor này 8 lớp lận, mấy em có thể kết bạn với nhau trong group này. Group mình cũng có gần 164 thành viên rồi này, mấy em có thể kết bạn để mình hỏi bài nhau nha, không xin bài nhưng mà hỏi giúp giúp nhau sửa lỗi. Bạn hai bạn học giỏi kết nhau cũng tốt, các bạn học yếu kết nhau cũng tốt, vừa yếu vừa giỏi kết nhau càng tốt. Các bạn giỏi đừng ngại dùng ngùng. Ủa mà nãy thầy nói nghe không ta? Alo thầy nói em nghe Để nghe rồi à? nghe ơi Rồi ok, các bạn nào mà giỏi á, chịu khó chỉ với bạn thì kiến thức của mình thêm nó sâu hơn, thêm sâu vì đó, giữa một bạn hỏi và một bạn được hỏi thì các bạn giỏi các bạn chỉ thường là có lợi hơn các bạn bạn dở, các bạn học yếu. Nhiều em sinh viên theo thầy hướng dẫn với các bạn thời gian sau giỏi lên rất là nhiều, tại kiến thức đó mình nhai đi nhai lại, nhai đi nhai lại hoài giỏi. Với lại các bạn yếu á, bạn ấy đã bày cho mình một cái tình huống để mình xử lý, chứ tự nhiên tình huống ở đâu ra mà mình xử lý để mình giỏi. Cho nên mấy bạn nào giỏi đừng ngại ngùng khi giúp các bạn khác,
ha. Giá lại mình giỏi trong trường chưa chắc là đời mình giỏi hơn bạn ấy đâu. Thầy hồi xưa đi học thầy đã giúp nhiều người bạn đó, nhưng mà ra đời thì sao, thầy còn thua những đứa mà thầy giúp nó. Ra đời nhiều kỹ năng, nó kiếm tiền giỏi hơn thầy, chức tước thì cũng cao ha. Những đứa mà thầy giúp đó. Cho nên mình hãy giúp nhau trong lúc học thì cái tình bạn đó nó còn kéo dài trong cuộc sống sau này nữa ha, trong công việc sau này nữa. Cho nên câu này thì thấy rất là vui, cần lắm một cô bạn học nhóm. Mấy em chủ động với nhau đi ha, mấy thầy không lấy được nhưng mà thầy nói về cái vai trò của việc học nhóm đó, nó quan trọng vô cùng nha. Nên cố gắng học, kéo một hai bạn vô, kéo nhau học, thấy không hợp thì thôi rồi ra. Chứ mà học thì sao, là mấy em làm việc team nhiều môn lắm. Rồi thì nó ghim cái link trong Google Meet đó. Thì cái lịch của mình là cái chủ nhật một tuần ha, chỉ có môn này thì mới tutor thôi, chứ mấy môn khác thì không có tutor đâu, tại vì cái môn này nó có những cái đặc thù riêng cho nên mới có hoạt động này nha. Mấy em hãy cố gắng tận dụng để mình có cơ hội mình học cho tốt, học yếu học giỏi gì có thể học tutor được hết nha. Mình đã hiểu bài rồi mình nghe tutor để mình nắm vững thêm, mình chưa nắm rõ nên mình cần phải nghe một thầy khác nói để mình rõ hơn. Việc học một môn mà hai ba thầy nó rất lợi không cho người học. Do đó có môn nào mà nhà trường mình tổ chức này mấy em cố gắng đi, mấy em có lợi. Cùng chuyện đó thôi mà ông thầy nói kiểu này, ông thầy nói kiểu kia, ông thầy nói tiếp cận theo hướng này, ông thầy tiếp cận theo hướng kia thì mình sẽ hiểu hơn. Giống như mấy em coi mấy website trên mạng cũng vậy, cũng y như những lời mấy thầy dạy, dạy mấy em, nhưng mà đọc thêm thì mình hiểu thêm nữa ha. Thì sẽ quay lại video, giờ video này thầy cũng đang quay để vừa thì sẽ cho lại sau. Rồi thầy sẽ ôn lại những kiến thức mình đã học nha. Tới nay mấy em học là ba bài ở trường rồi phải không, ở lớp nào tới bốn bài chưa? Tới lớp nào tới bốn bài chưa? Chưa phải không? Rồi. Thầy có soạn mấy cái bài của mấy môn học trên trang web của thầy. Và mỗi bài học vậy thầy có một soạn một cái trắc nghiệm, trắc nghiệm. Cái này không tính điểm gì hết á, để mấy em biết. Mấy em có thể luyện công chưa? Mỗi bài học thầy có viết cái trắc nghiệm đó. Nha. Chút xíu nữa thầy sẽ gửi cái link này mấy em để dành đó. Vô đọc rồi làm trắc nghiệm chơi để coi mình nắm tới đâu ha. Nhiều khi làm trắc nghiệm để cũng là cho mình một cái hiểu biết thêm về về cái kiến thức của môn học. Mở cái cửa này lên đây, cửa này đang bị khóa này. Rồi mấy em trao đổi thêm, trả lời thêm đi ha. Thầy nhận được 24 response. Lớp của cô Nga đi nhiều quá ha. Lớp của cô Tâm đó nè. Lớp của Thảo. Lớp thầy Hạ. Có lớp cô Lý. Lớp thầy Tuấn. Lớp thầy Khoa. Ok. Không nhất chưa hiểu lắm gì sao 52% đúng. Khá ổn. Rồi, thầy chúc mừng. Không nhớ có khó học quá, có nghĩ một hai bữa đúng luôn ha. Học không hiểu được đúng rồi em, ông này nó vậy đó. Rồi bây giờ thầy sẽ cái bài một của mình, cái bài một của môn Sabarit đó, là nói về cái khái niệm cơ bản cho Sabarit ha. Sabarit là gì? Sabarit là gì? Cái bài số 2 cũng đơn giản thôi, bài nói gì khai bố yếu
các cái toán tử biểu thức trong Cyberit. Bài thứ ba, bắt đầu bài thứ ba, bài thứ tư và thứ năm, ba bài là ba bài cực kỳ quan trọng ha. Bài thứ ba là bài nói về các cái cấu trúc điều khiển, các cái lệnh if, các lệnh do while for trong Cyberit ha. Bây giờ thầy sẽ nói review chút xíu về cái bài số 1. Cyberit là gì? Bây giờ mình tạo trang web nè, mình coi là mình tạo trang web làm sao nè ha. Xem. Mình muốn tạo một nền tảng trang web mình tạo làm sao? Mình sẽ gõ code HTML. Mình có HTML. Đó. Đó. Rồi mình gõ. Deep. Đó. Mình gõ của deep gì đó không biết với dữ liệu ha. Đó, chơi nha. Rồi. Rồi. Đó, chữ vô. Rồi xong. Cho VR xuống hàng đi. VR xuống hàng nha. VR xuống hàng. Chạy. Đó. Một trang web. Mình đã làm xong. Mình đã có ý tưởng về việc làm trang web. Mình bố trí nó trong cái tắc nào là tùy mình. Đó. Cốt lõi của trang web là HTML, nơi mình tạo ra các cái tắc dữ liệu rồi mình trình bày. Những dữ liệu có xong rồi thì mình định dạng cho nó. Mình ghi style rồi định dạng cho nó. Ha. Đó. Ví dụ như mình định dạng H4 color là blue. Thì ở đây mấy em thấy H4 nó màu xanh. Thấy không? Đó. Gửi chữ không sai 24 gì sao. Rồi tắt B mình cho nó không sai 22 đi sale. Mình cho like hay 150% thế này gấp rưỡi nó giãn ra. Đó, được chưa? Dụ này mấy em muốn cho chữ này nó màu khác thì trong các B này mấy em cho color, em cho nó color cái màu gì đó. Này nó có thấy không? Cốt lõi của trang web là HTML nè, để mình bố trí thông tin, tạo tắt style để định dạng ha. Trong Cyberit còn một thứ nữa mà mình sẽ học ở đây, đó là gì? Ở trong trang web còn cái thứ nữa để mình làm, đó là những gì mà mình sẽ học trong lớp này đó. Mình gọi trong tắt script đó. Định dạng CSS mình đã học trong lớp xây dựng trang web. Còn những gì mình lập trình trong các clip là mình học trong cái lớp này. Đó, trong lớp này. Trong một trang web đó, nó có ba thành phần này. HTML, CSS, JavaScript. HTML là một tập hợp các cái tắc, các cái lệnh để mình bao lấy dữ liệu, mình tổ chức dữ liệu để cho dữ liệu nó hiện ra ở đâu đó trong trang. Rồi dữ liệu đó mình muốn định dạng thế nào, màu nền, màu chữ, cỡ chữ, vân vân. Là mình dùng sẽ đến. Còn tạo hiệu ứng này hiệu ứng kia là mình dùng Cyberit. Đó, dùng Cyberit.
Ví dụ chỗ này mình ghi là chữ H2 nè, đang ghi là chào bạn chẳng hạn, mình ghi vậy. Thì qua đây mình coi phải ghi chào bạn, thấy không? Nhưng giờ mình, giờ cái chữ này mình muốn nó uyển chuyển một chút. Ai vô buổi sáng, mình ghi chữ chào buổi sáng. Ai vô cái trang này của mình buổi chiều, mình hiện chữ chào buổi chiều. Chỗ này mình phải thay đổi theo thời gian trong ngày. Muốn như vậy không được với HTML CSS. HTML mình gõ chữ vô hết, không có thay đổi chữ đó được theo ngữ cảnh. Với code HTML là mình hiện cho hiện ra mình muốn cho này màu nền màu chữ thì được, mình gõ trong đây. Nhưng mình muốn cái nội dung là thay đổi theo ngữ cảnh thì phải dùng Javascript, phải dùng thứ này. Và chỉ có ba thứ đó thôi. Muốn làm một cái trang web đầy đủ chỉ có ba kỹ thuật mà em cần biết, đó là HTML, CSS và Javascript. Javascript nó giúp mình tạo ra cái sự uyển chuyển cho dữ liệu và định dạng trong trang nha. Javascript nó giúp mình tạo ra cái sự uyển chuyển cho dữ liệu và định dạng trong trang. Javascript nó giúp mình tạo ra sự uyển chuyển về dữ liệu và định dạng cái dữ liệu đó. Bây giờ thầy sẽ chứng minh cho mấy em câu. Hai vị trí chào bạn thì ghi vậy đúng không? Thầy xóa. Thầy ghi tắt script. Đó. Thầy sẽ dùng lệnh if. If như thế nào đó. Đó thì mình xuất ra cái chữ chào bạn. Xuất ra chào buổi sáng. Ngược lại thì mình xuất ra chữ chào buổi chiều. Muốn biết vậy thì mình lấy cái giờ hiện hành ha. À, mình tạo ra một cái biến today new date. New date. Trong Javascript cái lệnh new date này rất là nổi tiếng, nó lấy thời điểm hiện tại trong đây nè. Sau khi mình lấy xong mình lưu vô cái biến tên là td, biến này có năm tháng ngày giờ phút giây, ký hiệu buổi sáng, ký hiệu buổi chiều, có hết, có hết trong đó rồi. Mình khai báo biến nữa, biến giờ bằng td.get hour đó, lấy giờ hiện tại. Trong đây mình lấy giờ ra đó, cái biến giờ này mình so sánh là giờ nhỏ hơn 12 thì xuất ra buổi sáng, eo thì xuất ra buổi chiều. Cái lệnh xuất ra là lệnh gì ta? Hỏi bài đấy, hỏi bài số 1 mình xuất ra là lệnh gì? Cái này nhắc nhắc thì nghe thấy có được của mình ra hiểu giỏi chính xác. Document chấm write xuất ra ha. Chào buổi sáng đó. Ngược lại thì document write chấm write xuất ra chỉ chào buổi chiều. Rồi xong rồi đó. Và nó xuất ra ở đâu? Ngay cái chỗ mình viết lệnh, mình viết lệnh ở đây đúng không? Sau khi cái khối code này chạy xong là toàn bộ cái này nó mất hết, nó còn là chữ chào buổi sáng nằm trong H2 thôi. Hoặc là chữ chào buổi chiều nằm trong H2 thôi. Rồi mấy em coi nè, chạy viết xong rồi phải không? Nè, chữ chào buổi chiều là thấy không đó. Bây giờ thì chứng minh mấy em coi là sửa lại dấu lớn hơn. Giờ này là 13 giờ rồi. À, chào buổi sáng này. Dạ, ai vô buổi sáng nó ghi chào buổi sáng, ai vô buổi chiều nó ghi chào buổi chiều. Vậy thì chỗ này đó nó rất là linh động tùy ngữ cảnh. Cái dụ điểm người ta từ 9 tới lên mình ghi bạn giỏi quá, xuất sắc, cố gắng nhé. Điểm người ta dưới 5 mình ghi bạn hãy cố gắng lên đó.
nghĩa là cùng một chỗ đó thôi, nhưng mà mình hiện lúc thế này lúc thế kia tùy theo cái điều kiện. Chỉ có Savarip nó mới giúp làm được, mà mình không biết Savarip là làm được, hiểu không? Giúp mình thay đổi cái nội dung theo ngữ cảnh đó. Được chưa? Nhờ cái lệnh này, mấy cái biến này mình đem lên trên luôn được không? Đem lên trên luôn được không? Được. Biến này mình đặt ở trên. Rồi giờ đi dưới đây mình xài cũng được. Không sao hết. Nha. Này, thầy mở rồi coi. Em thấy nó chạy bình thường. Không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên nếu mà code mình ghi mình có sai cái gì đó. Chẳng hạn mình thiếu mở ngoặc này một cái. Thì nó không có hiện ra như ý mình nữa. Đây là điểm làm cho nhiều em cảm thấy bối rối khi học JavaScript nè. Nhiều em học được nhưng sau khi không biết sửa là sao. Chưa thấy ủa sao kỳ ta. Mất tiêu rồi. Nãy ra giờ thấy hết ra. Thì khi bị lỗi như vậy á, mấy em mở inspect lên. Mấy em là dân làm web, dân học web, dân IT đúng không? Thì cái cửa sổ này nè là cái cửa sổ mem thường xuyên phải mở. Cái tool này gọi là developer toolbox. Và cái tool này đặc biệt được các nhà thiết kế lồng vào tất cả các trình duyệt hiện nay dành riêng cho người developer là các em ha. Vậy là mình phải thường xuyên mở cái cửa sổ này lên khi có vấn đề gì đó. Vậy sau này thầy còn chỉ em hết tất cả những cái tab này nha. Nếu mình còn đụng tới những cái tab khác nữa, qua những cái môn như quản trị website và những cái môn sau về sau Ronin về sau, mấy em sẽ đào sâu thêm những cái tab khác nữa. Ví dụ nhờ cái tab này mình sẽ phân tích, mình biết được website mình nó chậm chỗ nào, nó chậm chỗ nào, có nó có vấn đề về bảo mật không. Ha, được. Từ từ đó mấy em sẽ biết sao. Ha. Còn cửa sổ console này là cái cửa sổ mà mấy em sẽ làm việc nhiều nhất trong môn này. Nhìn vô đó mình coi lỗi gì ở dòng thứ mấy. Trên máy của mấy em á, nó nằm vậy nè, nó nằm bên đây. Về khó coi. Mấy em bấm cái ba chấm này nè. Chọn cái mục thứ hai từ phải qua này. Cái này nè. Đó. Thấy không? Thấy không nào? Đó, xuống đây. Dòng 21. Đó, nó báo mình dòng 21 nó bị lỗi đó. Thì vô đó coi. Ha, dòng 21 nè. Thì khi mình trước học đó, mấy cú hấp cơ bản này mình cần phải nắm. If, rồi mở ngoặc. Rồi điều kiện, rồi đóng ngoặc. Ha, đó. Tiếp có thể có eo nữa cũng được. Ví dụ chỗ này mấy em có thể có thêm phần eo nữa cũng được. Eo tiếp giờ nhỏ 18 chào buổi chiều, cái này chào buổi tối cũng được. Tiếp eo tiếp y chang như cái ngôn ngữ lập trình C mà mình em đã học ngày xưa, có điều giờ mình gõ trong trang web thôi ha. Đó. Bao nhiêu cái eo cũng được. Bao nhiêu cái eo cũng được. Được chưa? Như vậy thì khi muốn cài báo biến mấy em dùng từ khóa và rồi tên biến rồi bằng giá trị. Giá trị này có thể là một con số thể cũng được, hoặc là chuỗi cũng được, hoặc là mấy em gọi một cái hàm, một cái lệnh gì đó để nhận một cái giá trị cũng được. Được sao cũng được. Hoặc là mình một biến mình tạo ra mình nhận được từ người dùng cũng được bằng lệnh from. From, lệnh from ha, lệnh from,
bạn tên gì. Đó. Một số em có thể có đang có thắc mắc về những cái bài học của mình, thầy đi mỗi chút xíu thôi, thầy review lại chút xíu rồi mấy em hỏi ha, hỏi xong rồi thầy sẽ nói nữa. Ai có hỏi gì chuẩn bị đi. Họ tên, bạn tên gì. Vậy thì mình nhận được từ người dùng cái biết một cái giá trị, người ta gõ vô cái mình nhận, mình lưu vô cái biến họ tên để mình dùng nhé. Mình xuống đây mình xuất nữa, góc của mình chấm right, xuất nữa cũng được nữa. Hello. Đó. Cộng họ tên. Đó. Trong Javascript dấu cộng là ghép chủ hoặc là cộng hai số. Đó, cộng hai số. Hoặc là ghép chủ dấu cộng này nè. Giờ giờ coi thử ha. Nè, nói bạn tên gì nè. Ok. Ở đâu rồi? Hello. Hello. Chữ lô sửa sát chữ tên gì ta? Đúng rồi, cho mình cách đăng cái này. Đó. Cái này cách đăng cái ha. Mấy em chú ý bạn đây có hai dấu nháy là sai. Đó, một dấu nháy gì là đúng. Được chưa? Rồi gõ vô. Ok nè, đó, thấy không? Hồi nãy thầy đã gõ cái này như đây, thấy không? Bây giờ thầy muốn xuất ra 100 lần cái dòng cái khối này, đứa nào biết, đứa nào chỉ cho thầy coi cái cách làm sao. Cái này thầy muốn định dạng, thầy muốn tạo ra 100 lần như vậy. Hai mươi bốn lần đi, làm sao mà có 24 lần này, làm sao đặt hàng qua chính xác. Còn cách nào nữa không? Thôi. Còn chính xác luôn. Còn cách nào nữa không? Why thầy? Đúng quá luôn, chính xác luôn. Còn cách nữa? Còn cách nữa? Có bị bắt. Tôi bị bắt 24 lần. Có bị bắt. Vậy tôi muốn em muốn thầy dùng cách nào? Hả? Vậy muốn thầy dùng cách nào? Đu qua thôi. Đu qua. Rồi. Bây giờ sẽ làm thử mấy em coi nha. Bây giờ thầy sẽ ghi tắt script. À, thì dùng while cũng được, dùng while trước thì dùng while, dùng for luôn cũng được, hay dùng ba cách luôn nha, ba cách luôn. For nè, hãy dùng for thì ghi sao ta? Mình sẽ bắt một cái biến y bằng một ha, hay là bằng không cũng được, mình muốn từ mấy cũng được. For y bằng không khởi đầu y nhỏ hơn 24 y cộng cộng đó. Được chưa? Mình sẽ xuất ra đốc của mình chấm right.
tắt B. Chào bạn. Chào bạn. Hai mươi bốn lần. Dạ. Như là chào bạn quá trời là thấy không? Như ra nữa. Dạ. Ra chào bạn quá trời. Dòng là for y chang như nó hoạt động y chang như trong cái lớp C của mình. For nó có mở mặt nè, đóng mặt. Trong cái for, trong mặt tròn này nó có ba phần. Một là cái giá trị khởi đầu cho biến chạy. Thứ hai là điều kiện chạy. Điều kiện để chạy dòng lập. Đó là giá trị của y nhỏ hơn 24. Đó. Y này tăng một sau mỗi lần lập. Tăng hay giảm gì tùy. Đó. Rồi mình mở móc, mình đóng móc. Thì giữa cái móc này nè là những cái lệnh mà nó sẽ thi hành. Vậy thôi, cứ mỗi lần lập nó chạy, mỗi lần lập nó chạy. Chạy nó xuất lên tắt B nè. Biến này biến tên gì tùy mấy em thôi. Ví dụ mình đặt biến T cũng được. Đấy. Đấy. Nha, mình khai báo biến T. Rồi đi chạy coi. Ủa sao kỳ vậy? Ủa đâu rồi? Sao không ra gì hết vậy? Kiểm tra coi lỗi gì nha. Console. Thiếu. Đúng không ạ? Nó nói thiếu cái này, cái chữ này có nghĩa là thiếu. Thiếu. Đúng không ạ? Bây giờ 41. Dòng 41 thiếu đóng mặt. Dòng 41 thiếu đóng mặt. Đóng mặt có. Vậy thì thiếu chữ T thôi. Sao? Sao còn làm gì nè? Rồi. T nè. Thôi qua đây chạy. Đập lại coi. Chào bạn, chào bạn, chào bạn. Ủa sao giờ nó không xuống hàng nữa ta? Tại sao không xuống hàng nữa vậy? Thì sao gì nữa? Tại sao gì nữa vậy? Thầy không có để right line nó không xuống hàng. Không. Không phải. Thiếu cái đóng mà chữ B kìa. Thiếu đóng mà chữ B. Thiếu đóng mà chữ B đó. Tôi qua đây coi nè. Rồi, rồi. Nè, em thấy là bây giờ xuống hàng rồi. Vậy đó khi mà lập trình mình, mấy em biết thầy lập trình server script này từ năm nào biết không? Đó phải. Từ năm nào? 18 tuổi. Cho thầy dữ dội vậy. Từ năm 1997. Đó. Năm đó thầy em mấy rồi? 25 tuổi. Bây giờ mà sai thầy vẫn cứ sai, không? Nói thầy sai thiệt nhưng mà thầy giả bộ. Người ta sai thì mình cứ chịu khó mình nhìn, coi chỗ nào mình sửa. Biết cái phương pháp sửa rồi thì mình lỗi mình sửa lẹ thôi. Ha. Giờ mình sửa hoài mình nhảy. Có những lúc thầy là biến suy nghĩ, thầy để cho mấy em suy nghĩ. Chứ mình diễn là diễn của mình suy nghĩ, mình nhìn vô là nó ra. Đấy. Tiếp đi thầy. Rồi, giờ thấy dùng lập hay không? Hay không? Hay không? Cũng tạm. Tạm. Bây giờ thầy không để chữ chào bạn, cắt nguyên cái này đem xuống. Đó, đem đây. Đó, để đây nha. Đố tụi ra không? Ra không?
thay vì mình xuất tắt B thôi, mình xuất nguyên tắt tiếp được luôn. Rồi đây coi. Nè nó qua quá trời nè. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy gì thầy? Thấy gì thầy? Nghĩa là cái khối thơ này mình đã lập lên bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu ha. Nó giúp mình phát sinh dữ liệu. Serverless nó giúp mình phát sinh dữ liệu. Đó, thông qua những cái dòng lập này mình có được dữ liệu rất là nhiều. Được chưa? Bây giờ không dùng for mà dùng while thì ghi sao? Nghe chỉ thầy coi. Không dùng for nè, dùng while ghi sao? Ghi chữ while thầy. Y nhỏ hơn. Em 4 đúng không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi sao nè? Sau y ta ở trên là t rồi, đúng t, mở lọc qua ở đây kết thúc y này đó, sau khi mình xuất xong mình cho t tăng lên đó, giờ cái này là lệnh để xuất ra cái chuỗi này đó, xuất ra xong thì mình cho t tăng lên một. Dòng này thì kiểm tra coi T nha. Còn nhỏ hơn 24 nữa không? Nếu mà T, giá trị của T vẫn nhỏ hơn 24 thì cái diễn xuất này nó xuất tiếp. Nó xuất tiếp rồi. Nha. Nó diễn xuất tiếp rồi. Qua đây coi nè. Đó, nó diễn ra bình thường. Ha. Giờ thì cho lập 5 lần thôi ha. Năm lần. Và đây coi. 1, 2, 3, 4, 5. Nó 5 lần. 5 theo. Đừng quay đó. Rồi. Dùng đu quay dùng sao? Dùng đu quay dùng sao? Có ba dòng lập cơ bản trong C, trong những cái ngôn ngữ liên quan tới C như Java, PHP, JavaScript thì mấy cú pháp như if, switch, for, do while giống hệt nhau. Do nè, mình ghi do, mở ngoặc móc, đóng ngoặc móc như này rồi mình mới ghi while. Như này t nhỏ hơn 24 bên phải đó, đu qua và ghi vậy. Giờ lập đu á thì vô á cái nó làm liền những gì giữa hai cái móc này. Nó làm xong gặp quay là gặp chữ quay rồi nó kiểm tra cái điều kiện đó. Nếu điều kiện đúng nó dòng tới lưng ngay chỗ đu rồi nè. Nó chạy tiếp, nó chạy tiếp đó. Giờ thì sửa lại cái này lập 3 lần thôi. Nha, qua đây coi thử. Ủa, có gì vậy? Thiếu n. Rồi, thầy sai chỗ nào? Coi cái thầy sai chỗ nào vậy? Thầy sai sao? Đu. Mở móc qua. Thầy sao vậy? Có hiểu quá vậy ta, dầm 4 lần. Thầy sao? Thầy có sai gì không ta? Đây, nhỏ hơn. Mời đi ha, chạy thử vậy.
Sao lại ra, nãy không ra ta? Có phải rồi. Rồi, vậy thì cái này không cần chấp phẩy ha. Tại có điều kiện nó không cần chấp phẩy nha. Rồi mấy em thấy nè, bây giờ nó ra nè. Thấy không? Rồi vậy là mấy em hả, thấy thầy ứng dụng, thầy dùng dòng lặp while, dòng lặp do, dòng lặp for để tạo ra các cái dữ liệu trong trang của mình. Giờ làm chơi ha. Giờ nếu mà cái này muốn định dạng cho nó có ba cột làm sao ta? Cứ làm. Hai ba cột gì? Ba. Hả? Table hay? Không, bây giờ nó làm vậy nó deep rồi, đâu có dùng table được nữa. Dùng định dạng chơi. Giờ ông lại sẽ đến chút xíu đi ha, container này. Mình cho nó điệp play. Này hỏi hoài. Cho nó hỏi nó đi ha. Cố định luôn. Rồi xong. Rồi mấy em thấy mình chia ba cột này thấy không? Tất cả các cái dữ liệu này nè, nó nằm trong container. Thấy không? Container này mình cho nó display và read. Rồi cho nó ba cột. Mấy em muốn bốn cột thì cũng được. Cũng có chỗ này mình ghi là 25%, nó có 4 cột kỳ thôi nha. Container mình cho nó border đi. Solid màu gì đó. Margin mồi đi xin. Thì mấy em sẽ thấy nè, bố cột nó rộng quá ha, nó hẹp quá. Mình cho nó ba cột là đẹp. 33.3% là cả. Rồi nào, ra liền ha. Chữ này mình muốn thuộc vô một chút, đừng có đụng cái đường viền này hay xấu ha. Mấy cái chữ này là tắc bê phở này. Thì tắc bê phở này mình cho nó margin left 20 pixel cho này, nó lấy vô một chút đó. Đó, 1 2 3 4 5 6 7. Ủa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, xấu quá. Thầy sẽ cho nó lên tới 12 ha, thêm hai cái
Thì đây em thấy là đẹp, thấy không? Nó vừa ngon lành. 3, 6, 9, 5. Dạ. Như vậy thì vòng lặp mấy lần sau mai mốt thầy chỉ cho em cách bấm một cái nút, một cái mang này nó biến thành hai cột thành một cột, bấm một cái nút đổi màu nền mang này, bấm một cái nút ẩn bớt những cái này đi, trừ lại cái tiêu đề hoặc ẩn cái tiêu đề đi cũng được ha. Mấy bài sau thầy chỉ cho biết, đây chủ yếu mình dùng vòng lặp để phát sinh dữ liệu thôi. Thì ra đây nãy giờ mấy em thấy thầy làm gì? Định dạng á, thì lên cái chỗ style thì gọi khi cần xử lý gì subscript á, thì ghi trong TypeScript cơ bản là vậy đó. Ha, trong TypeScript mình có thể dùng lệnh if để diễn tả điều kiện đó. Mình dùng vòng lặp để phát sinh dữ liệu, mình dùng lệnh prompt để nhận dữ liệu từ người dùng. Khi khai báo biến thì mình dùng chữ va mà không cần khai báo kiểu, tên biến va là tên biến bằng giá trị, giá trị này có thể là chuỗi thì để trong nháy, nếu là số thì khỏi cần nháy. Nếu nhận từ người dùng dùng lệnh prompt để nhận như thầy ghi đây ha, nhận từ người dùng mình dùng lệnh prompt. Bây giờ thầy sẽ ví dụ một cái ví dụ nữa mấy em coi ha, rồi mấy em muốn hỏi gì mời mấy em hỏi nha, và thầy sẽ ví dụ thầy nói tiếp. Rồi thầy ghi chữ ngày sinh, rồi đây thầy ghi tắt select. Đó. Option hai ba khi chạy lên em thấy như vậy, ngày sinh rồi chọn 1, 2, 3. Bây giờ thì muốn số này từ 1 tới 31 mà không có cần phải gõ. Em nói cho thầy biết đi, thầy sẽ làm gì? Why thầy? Dùng vòng lặp ha, dùng vòng lặp, dùng vòng lặp thì why cũng được mà for cũng được, do why cũng được, được không? Nó giúp mình phát sinh dữ liệu này kia, chỗ này là cái tag select, trong đó nhiều cái tag option, mỗi một option này là một cái mục đó, một cái mục ở đây. Giờ thì bỏ đi, thì ghi TypeScript trong này đó, thay vì mình ghi rõ rõ cụ thể ha, mình dùng TypeScript for y chạy từ không, y bằng không là giá trị đầu tiên này, y nhỏ hơn 31 này, y tổng cộng này đó. Nào một đúng không, rồi y đốc document gì đây chấm right đó, mình xuất ra tắt option đó, rồi cộng cho giá trị biến y, cộng cho đóng option lại nhé, nha. Xong rồi đó. Vậy là vòng lặp này nó chạy 31 lần. Tắt option này nó chạy xuất hiện 31 lần. Mấy em coi bên này. 0 tới 30. Nào. Nè, code phát sinh của nó này. Mấy em quan sát trong đây. Tắt select này. Nào.
rất là nhiều luôn, nó tạo ra mấy tag option đó. Trong cái option, trong cái tag select này nó có rất là nhiều tag option ha, mà từ 0 tới 30 hơi bị quê. Với cái chỗ này mình ghi là 1 thế bằng 31 luôn đó. Thì khi nó xuất ra nó sẽ xuất vậy, 1 tới 31 này, thấy không đó. Mà vậy số này nó nhỏ quá nè, không hay thì mình có thể đem trong cái option này mình ghi chữ ngày vô, cắt gần cái y này sẽ là 1 tới 31. Con số này nó không, nó đằng trước đó là chữ ngày, nó ra vậy đó. Thấy không? Rồi cái chữ này nè mình đem đây trong luôn cũng được, bỏ chữ ngày sinh mình đem về đây luôn. Rất chọn là for, mấy em để một cái tab option, mấy em ghi chọn ngày sinh, đóng option đó. Đó nghĩa là trong cái tab select này, ôi xin lỗi, cái này đâu phải mã lệnh submit, đó là code HTML. Đó, trong tab select này mấy em để tab option chọn ngày sinh. Sau tab option này mình sẽ dùng dòng loạt for để lập 31 lần, hiện ra ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5. Y này sẽ chạy nè, mỗi lần lập y sẽ tăng lên 1. Y mới đầu là 1 ha. For y bằng 1, y nhỏ hơn 31, y mà lớn hơn 31 nó mới dừng, nhỏ hơn 31 nó chạy hoài, mỗi lần lập nó tăng lên 1, được chưa? Vậy mới đầu y bằng 1, y bằng 1, 1 thì nhỏ hơn 31, đúng. Thì subscript nó sẽ thực thi giữa động mắt này, đó, giữa mắt này. Xuất ra dòng chữ này, xuất ra tắt option. Thay vì mình gõ thì nó xuất cho mình, thay vì mình gõ trong trang web thì nó xuất ra cho mình, document drive là nó xuất ra, ha, nó xuất ra đâu? Giữa tắt select này, đó. Giờ đây, mấy em thấy chọn ngày sinh, đó. Ngày 1, ngày 2, 3, thấy không? Tới ngày 27. Thế rồi 30 luôn được. 31 luôn, thấy không? Tương tự như vậy, mấy em copy này ra. Bát ra. Ha, chọn tháng sinh. Thì cái này mình đơn giản mình sửa này thành 12. Ha. Cái này mình sửa thành tháng. Thì mình sẽ có được à, từ 1 tới 12 nè. Thấy không? Tương tự như năm sinh. Năm sinh thì mình cho là mình 1 9 30 cho tới 2022 thôi. Rồi. 5. Thì qua đây mấy anh coi nè, 5 30 nè. Tới thấy không? Điểm em đâu có cần gõ đâu. Thấy không? Đâu cần gõ từ 1930 tới đây rất là dài, gần cả trăm năm. Mấy em chỉ cần để dòng lập vô cái này nó sạc. Nó giúp mình phát sinh dữ liệu trong trang web mà mình không cần phải gõ lại. Ha. Hay không? Phải hay không? Tạm tạm thôi đây. Sao mà tạm? Nó dở chỗ nào mà nó tạm? Hay là hay quá, không dám nói hay quá. Không, tại bài này em làm rồi thầy. Trời. Mấy em kia sao không nghe nói đơn giản. Có chỗ nào cần hỏi thầy không? Nói đi. Có ai hỏi nói gì thì nói gì, nói gì, có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Biết hỏi gì đâu mà thầy. Rồi, không ai hỏi gì hết. Thì
thì con số này là mấy em có thể nhận lấy từ năm nay. Tại vì cái code này nếu mà để năm sau chạy thì vẫn tới năm 2022 là ha, con số này mấy em có thể tạo ra một cái biến để lấy từ năm nay thôi. Ha, ví dụ qua td bằng new test. Đó. Rồi mình ghi vào qua năm nay nè. Bằng td chấm get get full year. Đó, thì mình gõ vô năm nay vô đây. Thì năm sau năm 2023 thì phía biến này sẽ là năm 2023, năm sau nữa 2024 thì phía biến này là 2024 vậy đó ha. Thì mình có thể làm được rất là nhiều chuyển, con số này cũng vậy, mình có thể tính năm nay trừ 100 chứ này, năm nay trừ 100 rồi năm sau như vậy thì mình làm vậy thì mình cho số hiện từ 1922 tới 2022, năm sau sẽ là 1923 tới 2023 vậy đó. Năm sinh mình chơi chọn 100 tuổi thôi, 100 năm thôi, hiểu không? Đó, rất nhiều cách. Nãy giờ thì review mấy em coi về cách triển khai code trong Sagrid thông qua các cái lệnh if, các cái dòng lập ha. Rồi mấy em thấy đó, thầy định giảng thì dùng set hết, thầy định giảng thì dùng set hết, thì muốn phát sinh ra thì muốn tổ chức dữ liệu, tổ chức code thì viết code HTML ha. Đó. Sau đó dữ liệu mình muốn uyển chuyển thì mình lệnh if để đảo, mình có thể tính toán trước rồi mình hiện ra sao, hoặc là dùng các dòng lập để chúng ta phát sinh ra dữ liệu mới trong trang ha. Đây là một bài thơ, đây là những cái tab option trong tab select đó. Thì mấy em thấy Sagrid nó rất là hay ha. Bây giờ thì sẽ để cho mấy em hỏi, trong mấy buổi vừa qua mấy em học có chỗ nào trong lớp mấy em thấy khó hiểu không, cần hỏi thầy không, hay là xem mình có vấn đề gì không, nói đi. Ủa, dạ thầy ơi. Hả? Dạ, giống như bài toán mà mình muốn cho nó tính 10 lần thôi, lần thứ 1 cũng tính nữa là mình dùng dòng lập nào này, hay mình làm sao? Một bài toán dùng lập á hả? Dạ, làm sao để cho giống như tính phương trình bậc 2 mà mình cho nó tính 10 lần này. Tính 10 lần hả? À, tính phương trình bậc 2 mà tính 10 lần thôi, không cho nó tính 10 lần nữa hả? Thì mỗi lần lập thì em cho nó, em cho biến đếm, em cho một cái biến đếm, thì mỗi lần mình giải mình cho biến đếm tăng lên 1 ha. Rồi biến đếm đó mình sẽ cho nó tăng lên 1, xong mỗi lần giải rồi nếu mà đúng tới 10 lần thì mình không cho nó làm nữa, không cho nó. Cái lúc giải gì vậy? Dạ đúng rồi, lúc giải mình sẽ cho nó khóa nó lại. Thầy có gì vậy thầy? Hả? Thầy có gì vậy thầy? Tôi kiểm tra này chút xíu.
Dạ. Giờ làm chơi cái này ha. Thầy ví dụ coi. Trắng nó tìm nè. Rồi tạo trong web chơi, nó tìm mail nè. Hit nè. Body nè. Rồi. Trong đây thì để một cái tắt B thì ghi A ha. Rồi input. File là lấy name của ID là A. C. ABC. Đó. Thì tạo ra ba cái tác input. Không, có ba ABC này. Không, ABC. Giờ thầy muốn tạo một cái nút. Dưới đây thầy muốn tạo một cái nút. Nút này là thầy dùng các bút tông nha. Nút muốn em muốn tạo có ba có như có hai cách cơ bản tắt bút tông file là à, cho số đó. Hoặc là em dùng tắt input cũng được file là bút tông rồi ghi value bằng cho số. Cả hai cái này đều tạo nút được đó. Ở ngoài mấy em sẽ thấy hai cái nút cho số giống hệt nhau hoàn toàn. Bên trong code mình tạo ra bằng hai cách khác nhau. Cách nào cũng được nha. Nếu mà dùng input đó, thì phải dùng thuộc tính value bằng rồi cái chữ sẽ hiện trong đó. Còn nếu mà dùng tắt bút tông á, mở đầu kết thúc bút tông ở đây và ở giữa này là cái chữ mà mình sẽ cho hiện ha. Người ta khuyên nên dùng bút tông à, tắt bút tông mình dễ code hơn đó. Rồi đây trong cái tắt à, mình ghi on click bằng cho số mở ngoặc. Như vậy là khi sự kiện click của nút xảy ra mình chạy cái hàm cho số đó. Mình ghi như vậy thì mình phải định nghĩa như này, tag street hay một cái function tên là cho số đó chưa. À, mỗi lần ai bấm như lúc này cái thì hàm này nó chạy, hàm này nó chạy để xuất ra chữ này là thử coi nè, bấm à, thấy chưa. Bây giờ chữ này xuất lên chi gì trời. Mấy em có học cái lệnh này chi ta? Trong cái JavaScript có thư viện Mac có hàm random, có học chưa? Học hàm random chưa? Học chưa? Trời ơi. Chưa chưa. Random nó tạo ra cái ngẫu nhiên, giá trị ngẫu nhiên từ 0 tới 1. Ví dụ nó cho một số 0,65 chẳng hạn. Vậy đó. 0,24 chẳng hạn, số lẻ vậy đó, rồi mình lấy con số đó mình nhân với 10 đó. Thì mình được thứ 2,4 hay là 6,5 vậy đó ha. Được chưa? Rồi mình được số lẻ đó mình lại dùng thư viện Mac cái hàm round mình bao quanh cái này là con số lẻ đó mình làm tròn thì mình sẽ được một con số nguyên từ 0 tới 10 đó. Rồi mình lấy đó mình lưu vô cái biến tên A. Vậy thì mình sẽ tạo mình tạo được một cái giá trị
ngẫu nhiên từ 0 tới 10. Tiếp tục mình làm cái nữa, mình được B, rồi mình được C. Đó. Mình chạy ba lệnh này mình sẽ được ba giá trị ngẫu nhiên. Bây giờ lấy ba này bình tĩnh lên đây, là đứa nào chỉ thầy biết làm sao. Document.get by đi. Giỏi. Document.get element by này đi. Ha ha. Chấm value bằng ha. À. Mình chọn A này, thứ hơn A này nè. Rồi mình viết A, cái A trên này nè, mình gán vô value của nó. Thì nó vô trên ha. Tương tự vậy, copy lên này ra. Cái nữa. B, lấy giá trị biến B bỏ vô cái thằng có tên là B ở trên. C, C. Rồi xong rồi đó. Chạy. Chạy nè, kịch. Mỗi lần thấy em thấy nó thay đổi số rồi, thấy không? Được chưa? Mà muốn cái khu vực này cho nó đẹp nữa, thì mình bao quanh bởi một cái điểm có lá và container, rồi đóng ngoặc như này, đóng lý với chi này đó. Rồi cái điểm đó mình định dạng nó, mở text file, lúc này mình dùng CSS mình định dạng cho nó container ha. Cho thí dụ mình cho nó Markin là auto này, cho nó vô giữa nè. Width mình cho nó 400 pixel nè. Mình cho nó có cái đường viền nè. Border. Đó. Mình cho nó bed in 20 pixel đi. Thì đây mình thấy nó nằm vậy. Đó, thấy không? 400 thì rộng quá. Khoảng 300 đi. 300 thì sao? Nó đẹp rồi theo. Cái là các tắc input. Các tắc input. Mình sẽ cho nó độ rộng. Khoảng cha nó là 300 thì nó khoảng 270 pixel đi. Cho nó cái màu nền gì đó. Đó. Giữ kênh giữa test là line center đó, vô đây là chữ vô giữa nè, thấy không? Được chưa? Để vào đó này 300 này 207 hay này 207 nè đó, là chữ kênh giữa nè, thấy không? Bấm nút cho số ra, thấy không? Ở trên đây mình có thể là biến tên là tắt bề, mình ghi số lần. Rồi ở đây mình mở một cái tắt bề, mình ghi ID bằng số lần. Số lần. Mình muốn qua mỗi lần bấm nút cho số, nó tăng này lên 1. Tăng lên 1. Nè, tăng lên 1. Vậy thì ở đây em thể đổ ra cái biến và số lần à, mình cho nó bằng không. Mỗi lần ai mà gọi cái hàm cho số này, mình cho biến số lần này lên 1, tăng lên 1. Rồi đó. Và em sẽ cho nó hiện ra trên, chọn thằng số lần này, số lần. Thì mỗi lần mình bấm á, số lần nó tăng lên, rồi lấy giá trị nó quăng vô cái chỗ trên này ha. Coi đây coi nè, kịch. Ủa sao nó không ra ta, mày sai gì á, mày sai gì, kiểm tra lại ha. Không ra gì hết, không có lỗi gì hết, mới ghê. Chỗ này không ra ta. Không có lỗi gì hết trơn nè. Vậy tại sao? Thì sai chỗ nào?
đây là tax spend chứ không phải tax input. Giờ là chỗ này dùng value không có được, mà dùng inner HTML ha. Thì sai chỗ đó. Khi mình muốn đưa một cái giá trị vào cho tax input, ba này ba tax input này, thì mấy em dùng được tính value để gán giá trị vào, thì giá trị đó sẽ hiện ra trong cái input đó. Tuy nhiên nếu mà không phải tắt input như tắt span, tắt clip này kia được đó, giờ muốn đưa vô phải dùng inner HTML lấy giá trị bỏ vô nha. Đó, bên lại này mình học trong bài số 1 mà ha. Rồi, qua đây chạy nè, bấm cho số nè, tăng lên nè, thấy không, thấy chưa? Thấy rồi. Rồi. Rồi các bạn hỏi gì nữa không? Tiếp đi thầy. Cho em xem code lại thầy. Xem code lại hả? Đó. Bây giờ muốn bấm 10 lần nó dừng lại, nó khóa nút cái luôn. Thì làm sao? Disable hả thầy? Đúng rồi. Chỗ này làm liền rút trên này. Nếu cái số lần này nè lớn hơn 10, mình cho nút nó khóa lại. Nhỏ lại thầy, cỡ 3 lần thôi thầy. Để nó cũng sao. Coi chơi, chơi, chơi dài dài, chơi cho vui. Mà làm sao khóa nút lại? Ha, 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 ha. Nút của mình, đốc của mình ha, chấm get element by id, mình cho cái nút này một cái id bút tâm rồi nè, id bằng btn cho số nút, cái tắc nào mà em cho id cũng được, mình cho chiếc id gì để mình lập trình mình chọn nó chứ gì trơn, chọn chọn xong cái mình lưu vô cái biến tên là btn cho số này đó. Và btn cho số disable việc bằng true. Rồi qua đây coi thử nha, tới 10 cái nó mở luôn rồi nè, à không hết được rồi nè, nghe không? Nói hay biểu gái dẫn này nghe không? Đó, thuộc tính disable này là thuộc tính để khóa nút lại, thuộc tính nó mà mình gán true cho nó thì nó sẽ bị khóa. Tất nhiên là trên đây mình khai báo cũng không được, disable thì mình có thể khai báo trực tiếp đây, disable trên này. À, mới đầu vô là bị khóa liền, mới đầu vô là bị khóa liền. Tất nhiên mình không bao giờ mình làm thế. Cái return là gì? Là dừng lại ngay, không có chạy gì bên dưới nữa. Nếu số lần lớn hơn 10, mình cho cái nút này mình khóa nó lại, giờ thoát khỏi hàm ngay lập tức. Return trong một cái hàm là dừng hàm ngay lập tức, không có chạy gì dưới đây nữa. Đó. Không chạy gì. Nó dừng ngay. Ha. Được rồi. Được chưa? Rồi. Rồi tương tự như thế, mấy em làm một cái nút giải phương trình bậc hai, lấy mấy giá trị ra mấy em giải. Đó là một cái bài quan trọng của assignment 1 đó. Cái bài assignment 1 cái bài toàn bộ cái bài giải phương trình bậc hai. Nè. Nè, bấm nút cho số nó ra số. Có nút giải cái ra nghiệm thì đã tăng số lần giải lên nè, ha, có nút giải nè, có nút cho số nè, có nút giải, có nút giải nó tăng lên nè, nó hiện số nghiệm lên nè, có nút cho số cái cho số khác, có nút giải nó ra nghiệm rồi nó tăng số này lên, đó,
toàn bộ cái bài này rồi, thầy có video rồi đó ha, từ trước thầy cho rồi đúng không, cũng lên trên phía trên trong cái kênh YouTube của thầy nó có các bạn, toàn bộ cái anh đứa nào muốn coi cái hướng dẫn đó, thì coi cái video đó là làm sẽ được ha. Video này nè, giải của trời bậc hai nè, bằng Savarip nè, đó, đó đó nha, coi video này mấy em sẽ biết nè, nào giải của trời bậc hai hướng chuyển ảnh quản lý bán hàng và trang đăng ký nè, là bộ 4 video để làm xem anh 1, 2, 3 của mấy em đó, đó. 4 video đó. Bám theo video đó là không có rớt nha, làm mấy em làm chắc chắn sẽ được ha. Thầy ghi cũng khá dài, video cũng khá dài, cũng có giải thích trong đó, mấy em cứ coi theo đó mấy em làm. Nãy giờ nhá nhá chơi mấy em thấy cái việc cho số rồi tăng số lần giải lên rồi mình khóa nó lại như thế nào ha. Rồi có ai hỏi gì nữa không, xin mời. Dạ không. Mấy em kia thì sao? Mấy kia thì sao? Có ai hỏi gì nữa không? Rồi, thầy muốn nghe response của mấy em nữa. Có ai chưa respond, có ai chưa có trả lời mấy đề không, cho thầy biết. Mấy em ở lớp nào, em nào có học tutor này thầy sẽ gửi lại về giáo viên lớp em ha. Để giáo viên đó sẽ có thể, thầy sẽ có yêu cầu cộng điểm gì đó, ưu ái điểm gì cho mấy em nếu em nào học tutor nghiêm túc ha. Hay là tích cực thì thầy sẽ có phản hồi. Nãy giờ thầy nói với em nghe theo kịp không? Một số em không hiểu được bài nè. Thấy nói sao? Thấy sao? Nãy giờ thầy nói vậy hiểu không? Hiểu kịp không? Kịp thầy ơi. Không kịp rồi thì cứ hỏi ha. Nếu mà đừng ngại không hỏi gì kia mình không rõ. Rồi ba cái bài. Cái bài sau clip đầu tiên là gì dễ hẹt nè. Để mình thông hình dung cái sao clip mình viết trong trang nó như thế nào. Rồi xuất ra document write nãy giờ đó. Inner email vậy thôi, bài 1 là vậy. Bài 2 là khai báo biến. Cộng trừ nhân chia. Bài 3 này nó hơi dài. Bài 3 thì có chút điều kiện nè, là nhịp. Đó, nãy giờ thầy cũng đã sử dụng mấy em coi rồi ha. Đó. If là mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi mở móc đóng móc, những gì trong cái móc này sẽ được chạy khi điều kiện đúng vậy đó. If mình có thể dùng else hoặc không. Một cái biến mấy em có thể nhận từ người dùng bằng lệnh from. Lệnh from cái này nổi tiếng trong JavaScript. Lệnh switch, lệnh switch y chang như trong C vậy. Cái này cũng ít xài hơn nhưng mà ít xài hơn if, nhưng mà dùng y chang trong C vậy. Switch là biến hay biểu thức ha, rồi khay cấp ra giá trị 1, 2 chấm code rồi break ha, khay giá trị 2, 2 chấm rồi code rồi break cái default. Nếu cái biểu thức này nè, cái biến này là giá trị của nó bằng cái bằng này thì cái code này sẽ thi hành xong gặp lệnh break á, nó sẽ dừng lại, nó thoát khỏi switch, nó chạy xuống dưới đây ha, để nó thi hành tiếp những lệnh này, nếu mình có ghi dưới này nó chạy, còn không ghi thôi nó dừng đó. Ví dụ mình kêu hãy nhập điểm, điểm người ta có thể nhập a b c d. Nếu điểm mình ghi switch mở ngoặc điểm mở móc đóng móc như này
cái điểm mình ghi khay A tức là sao, rồi khay C là sao, điểm giá trị của nó người ta nhập vô chữ A đúng như cái chữ này thì lại này sẽ xuất ra chạy ha. Rồi red, red thì nó thoát khỏi switch, nó chạy xuống dưới đây không còn lệnh gì nữa thì thôi. Nếu người ta nhập vô chỗ này là B, biến điểm là B, B nó khớp với chữ này cái, ở đây không có lệnh gì hết thì nó chạy xuống, không có lệnh red luôn thì nó chạy xuống, nó xuất ra chữ khác rồi nó mới red. Vậy ai nhập B vô nó xuất ra chữ khác, vậy ai mà nhập chữ C vô thì sao? Rồi này đựng rơm là nhập vô này. Thì điểm bằng C ha, thì nó cũng xuất ra chữ khác rồi break. Chừng nào gặp break nó mới thoát khỏi lệnh switch, còn không gặp break nó không thoát, cái chạy hoài vậy là không gặp break nó mới dừng. Còn nếu như cái giá trị người ta nhập vô mà nó không hề bằng những cái giá trị nào mình liệt kê đây thì default nó sẽ chạy, default nó chạy. Ví dụ người ta nhập vô chữ Z chứ này, Z không có bằng A bằng B bằng C bằng D bằng E bằng F gì hết thì phần này nó chạy đó, được chưa? Rồi có bị khó cho chạy chơi coi là ha, có thể trong website của thầy mấy em có thể copy vô chạy rồi quan sát. Quan sát cũng được ha, copy vô giải. Rồi chạy nè. Đó, nhập điểm vô. Nhập A vô ha. À, chữ quay là thấy chưa? Đó. Nhập lại. B. Khá. Thấy không? Có nút nạp lại nè. Đây. Cố gắng hơn. Thấy không? Ok. Nạp lại cái nữa coi. Z. Nó nói mình nhập không hợp lệ. Thấy chưa? Đó. Lên switch rồi vậy đó. Mình ghi switch ha. Rồi mở mặt tròn, nó mặt tròn. Ghi cái biểu thức. Hay là cái biến. Để nó nhìn vô đó nó đánh giá. Rồi ở đây mình ghi ra những cái trường hợp, những cái giá trị mà mình muốn. Đó. Cây A tức là sao? Biến này bằng A. Cây B có nghĩa là biến này bằng B. Vậy đó ha. Rồi à, lệnh lập y, hồi nãy thầy đã liền mẫu trước với em coi, bây giờ nó lại y mở mặt tròn, điều kiện đóng mặt tròn, mở mắt đóng mắt. Code trong đây có thể rất là dài, như nãy em thấy code thì ghi dài nhiều, code dài có thể do mình tính toán hoặc do dữ liệu rất là nhiều, mà nó dữ liệu của thầy nguyên một bài thơ nó dài thoảng luôn vậy, thấy không? Đó. Vậy sau này mấy em xuất ra như vậy mỗi một cái khối này nè, không phải ngắn vậy đâu, nhiều khi nó dài lắm. Đây là nguyên một cái đoạn code hiển thị chi tiết của một cái điện thoại di động 40 cái thuộc tính, thì em thấy nó rất là dài, nguyên cái nháy này rất là dài, 40 cái thuộc tính, tên điện thoại, giá điện thoại, rồi Bluetooth, rồi GPS, rồi memory, tùm lum trong đó, rồi nhà sản xuất, năm sản xuất, nhiều lắm nha. Một cái đối tượng mà mình xuất ra rất dài. Như cái môn sao virus nâng cao thì cho nó cho mọi người xuất ra này nè, xuất ra thông tin của một quyển sách thôi nè, cái dòng này nè, không phải từ dòng 42 tới dòng 50 nữa. Của mẹ mà thấy có 8 dòng một quyển sách gì thì cho nó xuất ra trong đó 25 dòng một sách đó. Dữ liệu dài 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 chứ mình nắm cú pháp rồi mình chạy à ha. Ngoài mở mặt đóng mặt tròn, mở móc đóng móc, cái móc này mở móc ở đây đóng móc ở đây, những gì giữa hai cái móc này sẽ được lặp lại
lặp đi lặp lại khi điều kiện đúng. Đó, khu khóa cơ bản vậy, em nắm cho thầy chứ. Để mốt mình có thể mình lỡ sai mình thiếu cái này cái mình biết mình sửa, mình lỡ mình thiếu cái này cái mình biết mình sửa ha, vậy thôi. Lệnh đu quay cũng giống như quay vậy, hồi nãy khi viết cái này thầy có sai một chỗ là thầy ghi chấm phẩy ha, không có chấm phẩy ha, lỗi đu mở móc đóng móc. Khi nào mình dùng đu, khi nào dùng đu quay, em phân biệt được chỗ đó không? Dùng đu khi nào? Dùng đu khi nào? Khi đưa công việc lên trước thầy. Công việc mới muốn chạy trước thì đã rồi đánh giá điều kiện sau đó. Rồi mình mới kiểm tra đánh giá cái điều kiện có cần lặp lại hay không, à, lặp lại thì mình quay lại ha. À, vậy đó. Dù là for, for mở mặt tròn, nó mặt tròn, trong mặt tròn này có ba phần như nãy thầy có nói với em đó, ba phần ha, phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba, thậm chí mình khai báo biến trực tiếp trong đây luôn cũng được. Nãy thì khai báo biến phía trên thì mình dùng khai báo trực tiếp rồi xài luôn cũng được. Ba phần nó cách nhau bởi chấm phẩy ha, chấm phẩy, chấm phẩy nè, thấy không? Giá trị khởi đầu cho biến chạy, điều kiện chạy và cái sự tăng giảm của biến chạy, cộng cộng là tăng một, từ từ là giảm một. Rồi trong đây mình ghi lệnh gì nó cũng được, nó sẽ thi hành. Trong đây có thể có một lệnh hoặc rất nhiều lệnh, tất cả chúng sẽ được thi hành khi điều kiện này còn đúng à, là nó chạy. Mình có thể dùng trong đây mình phát sinh dữ liệu hoặc định dạng dữ liệu nhiều lắm, tính toán à, tính toán. Mình cũng có thể là dùng for để mình lập vào một cái mảng cũng được, mảng QT bằng new array ở ngoặc nhân lễ nghĩa trí tính. Đây là cái mảng có năm giá trị. Khai báo mảng trong JavaScript là gì nè mấy em? Đó. Trong C khai báo mảng sao? Trong C khai báo mảng sao? Dùng một vuông đúng không? Trong trong đây một vuông cũng được. Trong trang web của thầy có thể để cho mấy em có thể copy code cho mấy em chạy rồi mình ngồi coi code quan sát. Ví dụ ở đây tắt điếp nhân có lát là đức tính hay document right xuất ra các đức tính cao quý của con người qt và new array đó. Tạo ra một cái mảng có năm giá trị. Rồi bây giờ mình lập qua cái mảng này để mình xuất ra chữ nhân lễ nghĩa trí tính nè, mình xuất làm sao? For y bằng không, y nhỏ hơn qt là cái mảng này nè, chấm len, len là đếm số phần tử 1 2 3 4 5, vậy biến này là 5 đó. Sau khi tính xong ra số 5, tức y nhỏ hơn, y chạy từ không tới nhỏ hơn 5 tức là y chạy 5 lần ha. Rồi vậy nó xuất ra tắc b nè, rồi trong đây dấu cộng, em thấy dấu cộng không, mở đầu tắc b nè ha, rồi qt phần tử thứ y của qt, rồi cộng với kết thúc của qt, y mới đầu là không thì sao, q không tức là nhân ha, phần tử thứ không của qt là nhân, vậy chỉ nhân nằm trong tắc b. Để tới đây xong giờ trở lên trên y nó sẽ bằng 1, chuyện này là 1, qt 1 là lễ, chuyện nó xuất ra tắc b có chứ chữ lễ bên trong, chạy lên trên y tăng lên 2, thì chỗ này qt 2 là nghĩa, thằng này có chỉ số là 0, thằng này chỉ số là 1, thằng này chỉ số là 2,
là chỉ số là 3, là chỉ số là 4. Yeah. Y mình đi vậy. Mà y nó cứ tăng lần dần dần thôi, mỗi lần lập. Mỗi lần lập mình lấy ra giá trị khác nhau để mình hiện. Ha. Thì kết quả ra mình ra nó thấy vậy. Đó. Cái thứ cao quý của con người nhân lên nghĩa trí tính. Thấy không? Bằng cách này mấy em có thể khai báo một cái mảng tên 63 tỉnh thành. Mấy em lập để hiện tên 63 tỉnh đó. Hoặc là mấy em có danh sách 200 mấy chục nước rồi. Mình khai báo thì mấy em lập để hiện ra. Nhiều khi bao quanh mấy cái giá trị này không phải chỉ đơn thuần một tách B, mà đằng trước nó rất là nhiều tách khác. Rất là nhiều tách. À, nó đều được ra kết quả hết. Rồi mấy cái giá trị này mấy em có thể đảo giá trị lại. Thì dòng lập nó cũng cứ lập hiện thôi. Thì sau này khi muốn đảo các giá trị rồi lại, không cần gõ có gì như này, sửa chỗ dữ liệu mà cái nó ra. À, đó. Được chưa? Chỗ này nếu đứa nào muốn biết xuất là chữ qua thì làm sao? Chữ này nè, em muốn hiểu xuất là chữ qua thì làm sao? Học có hàm đó chưa? Học có hàm đó chưa? Tú. Tú bậc thầy. Tú bậc thầy. Tú bậc thầy ha. Nó ra chữ qua hết nè. Được chưa? Đó. Thì khi nó ra rồi á, thì em muốn định dạng. Em mở cái fast style trên em định dạng xe đó cho nó. Đó, em mở fast style định dạng xe đó cho nó. Ví dụ thằng đức tính này, mình muốn nó là sao? Mình muốn nó có màu đền, nên mình muốn nó là sao thì mình cứ khai báo định dạng cho nó thôi. Ha. Đó, bây giờ nó rộng quá thì mình cho nó hẹp hẹp lại một tí. Width mình cho 500 pixel đó nè. Đó, nhỏ đây đó. Thấy không? Mình cho nó vô giữa coi. Vô giữa là gì ta? Margin là auto nè, nó vô giữa luôn nè. Ông này sao sẽ đó chơi cho vui nha. Nguyên cái này mình đẩy xuống, nguyên cái khối này là mình đẩy xuống một chút thì chỉnh gì ta? Chỉnh gì? Nó lại hay chỉnh gì? Cho này chạy xuống một chút. Nó không có làm sát. Margin top. Dạ. Margin top. 200 pixel. À. Đấy. Thấy không? Hơi bị lố. 100 thôi. Rồi, đẹp rồi. Được chưa? Đó, nằm ngay giữa vậy. Đó, muốn định dạng thì mình dùng set. Còn lập trình Javascript thì mình viết trong này. Viết trong TypeScript. Được chưa? Thì lấy gì? Ai mà nhìn vô trang web của mình nè, view suốt nè. Đó, họ thấy code như mình gõ đây. Mấy em chú ý nè, khi mình gõ code server, viết code server rip ấy, thì mình đưa lên mạng xong, người ta vô trang web của mình, ta coi nguyên cái đoạn code này về tới máy người ta, nó chạy trên máy người ta đó nha, chứ không phải chạy trên trên máy của mình không đâu. Ha. Mấy em còn trước khi làm web á, mình là ngồi máy này ở đâu đó, trên máy đâu ở đâu đó, mình làm trang web xong cái mình đưa lên server, đưa lên server, đó, lên server.
cái trang web nó có server rồi, ai đó biết địa chỉ họ vô server mình, họ đào cái trang nó về, cái code mình viết trên máy mình hay mình test chạy ngon rồi ha, cái mình đưa lên mạng, đưa lên mạng xong cái ai người ta vô, người ta vô người ta lấy về, ghi về tới máy người ta, nó chạy trên máy, có server nó chạy trên máy, chứ không phải chạy máy mình không đâu nha. Đó, ví dụ ở đây thầy vô website của thầy, trong đây website của thầy bài tập tutor GS 2022 đó, thầy có lúc ba câu, có phải ba câu hỏi rồi. Bài tập chấm long anh v nè, tutor 2022 này. Đó, bấm lên cái ba câu hỏi đó, trang web này của thầy nè, view sụp, trong đây thầy có code server rip nè, nè ý kiến của bạn, hai click chuột vô, hai click chuột vô mình chạy cái hàm ý kiến của bạn, hàm này đây, thấy không? Đó, server rip đó, bấm vào đây một cái để nó hiện, bấm cái đỡ nó ẩn. Bây giờ nếu mấy em mà gõ địa chỉ thì vô, đoạn code này nó chạy trên máy của mấy em đó, nó thi hành trên máy của em đó. Bây giờ mấy em gõ thử đó, đoạn code nó chạy trên máy của mấy em ha, chứ không phải chạy trên máy của thầy nữa đâu nha. Đó, khi mình gõ vậy mấy em gõ địa chỉ đó, thầy làm xong cái thầy đưa lên mạng này, thầy đưa lên cái website của thầy này. Vậy mấy em vô địa chỉ đó, nó đã hao gì tới máy của mình, nó chạy trên máy của mình, được chưa? Chứ không phải chỉ chạy trên máy của mình không đâu ha. Mình viết xong rồi mình chạy trong trang máy mình test xong rồi mình đưa lên mạng, đó là ai vô địa chỉ đó, rồi trang web sẽ về tới máy của họ và nó chạy trên máy của họ, chạy trong trình duyệt của máy họ, hình dung được chưa? Rồi, à, bây giờ à, mấy em có hỏi thầy gì xem anh không? Có hỏi có vấn đề làm xem anh có vấn đề gì không? Dạ không thầy. Rồi, rồi bây giờ vậy thì à, chúng ta đã bao qua ba bài học ha. À, bài học thứ ba là nói về dòng lặp if này kia đồ đó. Bài này hơi dài thì mấy em chỉ có coi tới coi lui cho mình nắm vững kiến thức. Bắt đầu bài 3, bài 4, bài 5 là ba bài cực kỳ quan trọng. Ừ, đặc biệt là bài 5. Đó, mấy em có thể câu trước cho thầy. Trong website của thầy là thầy có viết sẵn luôn để mấy em dễ ra cứu, cũng viết tự syllabus ra thôi. Nhưng mà viết dựng trang web cho dân dân phong dân đọc á cho mấy em dễ đọc. Nha. Bài 1 đây nè. Em nào mà lỡ một nghỉ một hai bữa có thể nghe mấy video này thầy nãy giờ thầy review lại, hoặc là coi mấy bạn về viết bài 1 nè, bài 2 nè, bài 3 nè, bài 4 nè, bài 5 nè, bài 6 nè, ha, bài 7 nè, tập 18 nè. Đó, tôi hết này thầy. Bên đây là trắc nghiệm web nè, trắc nghiệm web là mấy bài trắc nghiệm để mình view lại kiến thức ha. Bài server rip số 1, server rip số 2, server rip số 3, server rip số 4. Đó, bên đây có 8 cái bài trắc nghiệm. Mấy em trong mỗi bài server rip đây nè, khi mấy em coi, mấy em cuộn xuống lúc cuối cùng,
Vậy là thầy gửi cái mấy cái link này thì quên thế. Thầy có để mấy cái link trắc nghiệm. Rồi, để thầy thêm lại. Trước thầy có để mấy cái link trắc nghiệm với cùng này thì gửi mấy cái link nào nào thầy quên rồi. Thì mấy cái link trắc nghiệm á, mấy em có thể qua đây, trắc nghiệm web nè, nó có đầy đủ mấy trắc nghiệm mấy cái bài liên quan tới mấy bài học Savarip của mình đó, mấy em coi thêm nha. Dạ. Thôi không ai hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ đây. Có ai hỏi gì nữa không nói đi. Trước khi chia tay thì giải thích cho. Rồi bữa nay không sao thấy sao phát biểu coi được không? Như bài không? Nó nghe coi. Sao? Thôi vậy mấy bạn em ha. Hẹn gặp tuần sau. Chúng ta vô nữa rồi sẽ nói tiếp một số chuyện cho nghe. Bye bye. Ba thầy. Chào thầy. Bye thầy. Bye.